xa sang điện thoại anh chợt sáng. Đã lâu rồi không gặp, anh khỏe không? Dòng tin nhắn của người con gái anh thương lâu rồi, mình có nên giả vờ không biết gì? Ngày hôm nay dòng tin không còn nữa, thế nhưng nỗi biết lòng thì vẫn chưa. Vì em biết tình càng đậm sâu, lúc chia tay càng buồn, thì nhớ thương phải năm đâu xóa được. Anh đã quên được cô ta chưa? Nếu cảm xúc vẫn nguyên như xưa, trái tim thêm một người chẳng thể vừa. Em chưa nắng còn anh bóng mưa, linh cảm của phụ nữ biết thừa, đúng hay sai chỉ là tự lừa. Cảm xúc